Chào các bạn. Thì việc học sửa điện tử kể cả việc chúng ta sửa học lớn thôi các bạn, thì chúng ta cũng phải biết một số cái linh kiện về điện tử. Thì trong các cái linh kiện đó thì thông thường nó có số hết rồi. Ví dụ như nhìn vô tụ điện thì ta sẽ biết tụ đó là bao nhiêu uf, à, bao nhiêu V À, nhìn vào con à, cuộn cảm thì trên cuộn cảm nó cũng sẽ có ghi cái thông số đó. Tuy nhiên trên điện trở thì à, một số cái điện trở công suất lớn thì thường nó có ghi cái ví dụ như đây, đây là con điện trở 10 w nè, thì nó có ghi là 10 RZ có nghĩa là 10 ôm. thì chúng ta cũng đã biết luôn rồi. Tuy nhiên đối với những điện trở mà có nhiều vạch màu như thế này thì còn rất nhiều bạn sẽ không biết cách đọc à, thông số của nó, à, Đó là bao nhiêu ôm. thì à, có hai cách, một là chúng ta dùng đồng hồ chúng ta đo, hay là chúng ta đọc thì nếu dùng đồng hồ chúng ta đo thì vẫn được các bạn tuy nhiên nó có một cái hạn chế đó là không lẽ mỗi cái chúng ta mỗi lấy đồng hồ chúng ta đo thì nó rất là mất thời gian ví dụ như ta đang đi tìm con trở một ký mà bây giờ ta không biết một ký là con nào chúng ta mỗi cái mỗi lấy đồng hồ đo thì không được phải không nào như vậy thì chúng ta phải biết cách đọc giá trị của điện trở thì trên thực tế nó có rất nhiều loại điện trở các bạn à, điện trở thông thường điện trở 3 vạch màu 4 vạch màu 5 vạch màu à, hiện giờ trên thế giới nó có loại là 6 vạch màu luôn rồi các bạn rồi điện trở thay đổi được có nghĩa là biến trở đó các bạn rồi điện trở dán. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách đọc thông số của cái điện trở này. Thì để đọc được thông số của điện trở này thứ nhất là đối với điện trở thông thường trước thì các bạn phải nắm được giá trị của các vạch màu. Thì theo như quy ước chung của thế giới thì các bạn nhớ cho mình các cái giá trị màu như sau thì nó có 9 cái màu cơ bản. Đó là đen, nâu, đỏ, cam, vàng, lục lam tím cái này là mình hay gọi là xanh lá đó các bạn xanh lá xanh lam tím xám trắng và các bạn chỉ cần nhớ cho mình chính cái màu này theo thứ tự này thì ứng với mỗi các phanh màu nó sẽ có một cái giá trị các bạn ví dụ như màu đen thì nó sẽ có giá trị là không nâu là một đỏ là hai cam ba vàng bốn xanh lục là năm xanh lam là sáu tím là 7 xám là 8 và trắng là chính thì chúng ta cứ nhớ cho mình cái này và cái hệ số của nó thì cứ hệ số có nghĩa là cái số không đi kèm đó các bạn. Thì một lát mình sẽ chia sẻ trực tiếp về cái cách đọc trên thực tế luôn. Cái này mình vì cái này mình không in màu ra được, mình không có cái máy in màu để in ra được cho nên mình cho các bạn xem cái bảng màu này trước. Và các bạn phải thuộc được cái bảng màu này thì các bạn mới đọc được giá trị điện trở. Và màu đen thì ứng với nó sẽ là 10 mũ 0 à, 10 0 có nghĩa là không có số 0 nào phía sau nữa các bạn 10 1 là 1 con 0 nè 10 2 là 2 con 0 kèm theo nè 10 3 là 3 con 0 thì cứ như thế chúng ta sẽ nhớ cái phần à, hệ số này để hồi chúng ta gắn vào trong cái giá trị điện trở để chúng ta đọc rồi như vậy thì các bạn chỉ cần nhớ cho mình chính cái màu này đen nâu đỏ cam vàng xanh lá xanh lam lục tí, à, xanh lá xanh lam tím xám trắng thì các bạn nhớ cho mình chính cái màu này nó có giá trị từ 0 tới 9 rồi bây giờ qua phần thực tế mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách đọc trên một con điện trở thực tế nó như thế nào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đọc thực tế về các cái điện trở này các bạn. Thứ nhất là mình nói về điện trở có bốn vạch màu trước. Thì mình lấy cái con công sức nó lớn một chút để cho các bạn dễ theo dõi thì bốn vạch màu thì ba vạch bên đây các bạn thấy người ta viết người ta kẻ nó gần nhau nè riêng một cái vạch cuối cùng này nó nằm ở tuốt phía sau nè thì cái vạch phía sau này chính là cái sai số của điện trở các bạn thì thông thường đối với cái điện trở mà có bốn vạch màu như thế này thì cái 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 vạch cuối cùng bên đây là cái sai số của nó cái màu nhũ vàng này là năm phần trăm nha các bạn thì thường là sai số năm phần trăm thì bây giờ giả sử như con trở này chúng ta sẽ đọc giá trị của nó như thế nào các bạn thì các bạn thấy cái màu đầu tiên của nó là màu nâu nè. Màu nâu thì hồi nãy mình tra trên cái bảng màu đó là màu nâu là số 1 nè, màu đỏ là số 2 nè. Như vậy thì các bạn sẽ đọc con điện trở này là gì? Bây giờ mình sẽ kẻ viết ra luôn cho các bạn xem. Chúng ta có con điện trở thứ nhất là nâu. Đỏ. Đỏ. Như vậy nâu là tương đương với một đỏ là số 2 vậy thì con khoanh thứ nhất khoanh thứ hai là mấy bạn phải ghi cái giá trị của nó giá trị số thực tế của nó vậy nâu là một đỏ là hai vậy mấy bạn ghi là một nâu là một đỏ là hai nè rồi cái khoanh thứ ba là cái khoanh cái hệ số của nó đó các bạn tức là mấy con số không viết kèm theo ví dụ như đỏ đỏ là tương đương với hai con không đó như vậy thì nó là một hai trăm ôm một hai trăm ôm đổi ra nó sẽ là một hai ký, đổi ra là một hai ký. Rồi ví dụ như chúng ta sẽ có một con điện trở khác Ví dụ như đây mình lấy con điện trở Này Thì các bạn thấy nó cũng sẽ có tương tự như vậy Nó sẽ có vạch màu ba vạch này liền nhau Còn cái vạch này nó nằm tuốt ở phía sau Nó là nhũ vàng nè Là cái này báo sai số 5% Như vậy ba vạch này sẽ là nâu đen nâu Vậy nâu đen nâu thì các bạn xác định nó là gì Nâu đen nâu Nâu là một nè Đen là không nè Nâu là một ở đây chính là một con không đó các bạn 10 mũ uh, 10 mũ 1 tức là một con không như vậy thì con điện trở này nâu đen nâu nó có giá trị là 100 ôm các bạn 100 ôm 100 ôm tức là nó bằng 0,1 kg đó như vậy thì cách đọc giá trị điện trở thì khá dễ chứ không có khó nha các bạn ví dụ như đây mình có một con điện trở nhỏ nè nó lấy nét không tốt các bạn thì con này trên thân của nó nó sẽ có ba màu đều là đỏ hết các bạn đỏ 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 cái này cái máy mình nó lấy không được rõ các bạn nó là đỏ 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 nha các bạn ba màu giống nhau đỏ 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 như vậy đỏ 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 là bao nhiêu các bạn thì cái đỏ thứ nhất là mình viết ra sẽ là số 2 này các bạn đỏ thứ hai là số 2 nữa nè vậy là 22 hai cái đỏ thứ hai thứ ba này là giá trị số thập phân của nó vậy nó là hai con không vậy nó là 2200 ôm tương đương với đổi ra ký là 2,2 ký. đó các bạn đọc dễ không đỏ 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 nha các bạn bây giờ mình lấy một con điện trợ khác khó hơn một chút xíu cho các bạn đọc cũng là giá trị bốn khoanh màu thôi nhưng mà cái số nó khác chút. Ví dụ như con này. Đây. Con này nó sẽ có màu là gì các bạn? Trên cái máy mình thì nó không phân biệt rõ cái màu đỏ với màu cam các bạn. Con này là cam trắng vàng, cam trắng vàng. Ba màu của nó là cam, trắng và vàng. Thì các bạn sẽ liệt kê giá trị nè, cam là tương đương với số 3 nè. Trắng là số 9 nè. Vàng, vàng là số 4 tức là kèm theo nó là 4 con 0 các bạn, 10 mũ 4, 4 là 4 con 0. Như vậy chúng ta sẽ đổi ra nè. <laughs> vậy ba con ba con không phía sau là đổi về thành thành ký nè các bạn tại vì chúng ta biết một ký lô ôm thì nó sẽ bằng một ngàn ôm như vậy con này sẽ là 390 trăm ôm thì đổi ra nó sẽ là 390 trăm k 390 k các bạn nhé đây để mình cho các bạn xem lại cái màu vàng với cái màu cam hai cái màu này nó hơi cái máy nó hơi khó phân biệt đây các bạn nhìn kỹ cái màu của nó sẽ khác nhau chút nha các bạn đó cái màu vàng với cái khoanh màu cái màu đỏ với màu cam nó sẽ khác nhau nè đó rồi như vậy thì về cách đọc giá trị điện trở mà đối với điện trở có bốn khoanh màu thì nó đơn giản rồi các bạn ví dụ như mình cho các bạn đọc thử một con nữa nè ví dụ như con này thì các bạn thấy khoanh màu của nó từ trái sang phải khi chúng ta đọc thì nhớ để từ trái sang phải nha các bạn đọc cho nó đúng thì màu của nó sẽ là màu vàng màu tím và màu nâu màu vàng màu vàng màu tím màu nâu thì vàng thì chúng ta tra vào cái bảng màu của chúng ta hồi nãy là vàng là tương đương với 4 tím là 7 nâu là một con không một ở đây là một con không nghe các bạn hai số đầu thì mình viết số bình thường số thứ ba là số thập phân của nó cái hệ số á như vậy thì con này có giá trị là 470 ôm các bạn 470 ôm đó rồi như vậy việc đọc giá trị của điện trở bốn khoanh màu thì dễ rồi các bạn bây giờ tới điện trở năm khoanh màu thì đọc như thế nào thì năm khoanh màu thì mình đây ví dụ như con này đây là nó có giá trị tới 5 khoanh màu và hiện nay thì điện trở này và điện trở dán thì nó được sử dụng nhiều hơn các bạn Vì sao? Vì 5 khoanh màu thì cái độ sai số của nó thấp hơn so với giá trị điện trở của 4 khoanh màu các bạn à, Thường thì con này chỉ sai số khoảng 1% thôi Trong khi cái điện trở 4 khoanh màu của chúng ta nó có sai số tới 5% lần các bạn Vậy thì con này nó sẽ chính xác hơn, cái độ chính xác nó cao hơn so với cái điện trở kia thì tương tự vậy cũng giống như mấy cái điện trở kia chúng ta cũng sẽ chừa cái khoanh nào xa nhất ra ngoài các bạn. Cái khoanh mà cái dạch màu xa nhất á là nó để nằm bên phải, tức là cái đó là cái giá trị sai số. Như vậy thì còn lại bốn cái khoanh màu này chính là giá trị của điện trở. Thì ví dụ như trên cái con này nó sẽ là gì các bạn? Đỏ, đen, đen, đen. Thì mình sẽ ghi, ghi ra cho các bạn coi nè. Nó là đỏ, rồi đen, rồi đen đen còn cái khoanh cuối cùng là khoanh màu nâu là sai số một phần thì cái này mình bỏ qua mình không tính như vậy đỏ thì các bạn nhớ tương đương với đỏ là số 2 đen là số 0 đen này là số 0 và cái đen cuối cùng này là số thập phân 10 mũ 0 tức là không có giá trị nha các bạn lưu ý cho mình là đen cuối cùng là 10 mũ 0 là không có giá trị như vậy thì con này nó sẽ có giá trị là 200 ôm 200 ôm đâu bây giờ mình sẽ đo lại bằng đồng hồ cho các bạn xem luôn ha Thì đây mình sẽ bật đồng hồ mình đo lại cho các bạn xem luôn. Các bạn dặn thang đo đồng hồ về đo ôm, đo điện trở đó. Thì các bạn đo. Đây, con này chính là 200 ôm, 200,1 các bạn, 200 ôm. Đó, nó làn quanh 200 ôm. Thì đối với điện trở này thì nó sai số ít hơn so với điện trở kia các bạn Tuy nhiên cái điện trở mà con nó to như thế đó là dạng điện trở công suất các bạn Thì các bạn dễ phân biệt rồi Bây giờ điện trở nhỏ xíu như thế này thì nhìn làm sao Đây các bạn nhìn cho kỹ nha Bây giờ con điện trở như thế này các bạn sẽ nhìn từ phía nào qua cho nó đúng Chiều này từ trái qua phải hay là chiều ngược lại Đây thì các bạn muốn biết chiều nào chính xác thì các bạn coi nó sẽ có một cái khoanh màu nằm xa hơn so với các khoanh màu khác thì các bạn để ý nè. Đối với cái con điện trở này thì các bạn thấy cái giá trị bên đây cái khoanh màu nâu cuối cùng đây nè, nó nằm ở trên cái G xa hơn so với cái con điện trở bên đây nè. À, cái dòng màu bên đây nè. Cái dòng màu bên đây thì các bạn thấy cái màu nâu nó nằm sát cái G luôn nè, sát cái G luôn, chồng trên cái G luôn, còn con này cái màu nâu nó nằm xích phía xa. Như vậy thì cái màu nâu phía sau cùng này chính là giá trị sai số nè các bạn. Như vậy thì con này có giá trị là gì các bạn? Nó chính là cam, cam, đen, đen, cam, cam, đen, đen Cam, cam, đen, đen Như vậy thì các bạn sẽ nhìn vô đây, các bạn cam sẽ là tương đương với số 3 Cam này là 3, đen này là 0 như vậy đen phía sau cuối cùng chữ đen cuối cùng này là 10 mũ không là không tính vậy con này chính là 330 ôm 330 ôm các bạn hoặc là đây ví dụ như con này thì các bạn thấy con này người ta cũng in tương tự vậy các bạn cái vòng cuối cùng các bạn thấy nó nằm xa hơn so với các cái vòng khác nè đây cái vòng cuối cùng cái g của nó nó nằm nó nằm tuốt trên cái g xa hơn so với cái dòng bên đây vậy thì chúng ta cũng để cái dòng màu nâu cuối cùng mấy bên tay phải này đó là cái sai số vậy thì còn lại của nó sẽ là gì các bạn xanh xanh này là xanh xanh lục quá các bạn à xanh lam á xanh lam xám đen và cuối cùng là phanh màu đỏ đỏ nha các bạn cái này ở ngoài thực tế nó là màu đỏ ở trên cái máy của mình thấy cái cái màu nó 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 báo không chính xác lắm Đây. Vậy nó là màu xanh lục. Xanh lục là tương đương với số 6 các bạn. À xanh lam xin lỗi các bạn, mình nói nhầm. Xanh lam là tương đương với số 6, màu xám, màu xám thì tương đương với số 8. Như vậy con này sẽ là gì các bạn? 6 rồi 8 đen là 0 và cuối cùng nó là màu đỏ đỏ là 10 mũ 0 là hai con không nữa các bạn hai con không nữa như vậy nó ra là 68.000 ôm các bạn. 68.000 ôm thì các bạn đổi ra nó sẽ là 68 kg. 68 kg. Như vậy thì việc đọc giá trị 4 khoanh màu hay 5 khoanh màu thì nó cũng tương tự như nhau. Đối với giá trị 4 khoanh màu thì hai số đầu hai cái màu đầu là hai cái số cụ thể của nó số cái khoanh thứ ba là khoanh số thập phân, số thập phân, số số mũ của các bạn hay là hệ số đó. Còn đối với giá trị bốn khoanh màu thì chúng ta sẽ đọc ba giá trị đầu là ba giá trị số của nó và cái số cuối cùng mới là số mũ hay là số thập số số hệ số. Đó, như vậy thì nó chỉ khác nhau chỗ đó thôi các bạn. Và giá trị điện trở bốn khoanh màu thì nó sẽ chính xác hơn so với năm à, khoanh màu thì nó chính xác hơn so với bốn khoanh màu. Ngoài ra nó còn một số các loại điện trở công suất trên đó người ta có ghi sẵn cái giá trị của nó luôn các bạn ví dụ như đây đây con này là 0,39 ôm người ta ghi rất rõ trên này là 0,39 ôm 2 w hoặc là ví dụ như con điện trở này người ta ghi luôn là 0,39 ôm 5 w đó nhiều nhiều những cái con mà nó có giá trị điện trở trên này sẵn rồi thì quá dễ rồi một cái loại điện trở thứ ba mà ngày nay người ta thường rất hay sử dụng nữa đó là điện trở dán các bạn. Thì điện trở dán thì do cái kích thước của nó rất là nhỏ. Nó có kích thước rất là nhỏ, rất là gọn cho nên ngày nay người ta áp dụng của nó rất là nhiều. Nhưng mà cái cách đọc điện trở này thì nó khác hơn so với cái cách đọc kia vì nó không có in giá trị màu các bạn. Ví dụ như đây. Nó không có in khoanh màu mà nó in số trên này thì mình phải dựa trên số trên này để mình đọc các bạn. Thì thay vì viết cái màu ra thì trên này người ta ghi sẵn cho mình cái số thì mình cũng dựa vào đây để mình đọc cái giá trị của nó. Ví dụ như con điện trở này. Người ta ghi trên nó là 222 thì các bạn phải hiểu 22 rồi phía sau số 2 cuối cùng này là giá trị số mũ các bạn là hai con không như vậy con này là hai ký hai nè các bạn ví dụ như con này là 472 thì các bạn hiểu con này chính là 4700 là 4 ký 7 4700 là 4,700 ôm là 4 kg 7. Đó. Bây giờ người ta ghi là đây để mình cho một số cái con công suất khác cho các bạn xem nha. Ví dụ như đây con này người ta ghi là 30R. 30R thì các bạn hiểu R chính là ôm đó các bạn. 30R chính là giá trị điện trở là 30 ôm. 30 ôm. Hoặc là một số con điện trở công suất khác để mình tìm cho các bạn xem một số con điện trở ví dụ như con 102 đây 102 thì số 1 số 0 thì mình biết rồi số 2 chính là hai con không các bạn vậy 102 chính là điện trở 1 ký 1 kg nha các bạn 10 rồi thêm số 2 là hai con không nữa Vậy là 1.000 ôm là 1 ký Vậy 103 thì nó sẽ là như các bạn 10 ký. Đó Như vậy thì đối với điện trở dán thì Nó cũng dễ đọc chứ nó không có khó các bạn Trên này người ta đã in sẵn cái số của nó hết rồi Tuy nhiên một số con thì nó rất là bé các bạn Các bạn hàng đầu này kia thì nó hơi khó Đây ví dụ như con 103 nè 103 nè Thì con này sẽ là 10 ký các bạn trong cái xe đập điện của chúng ta thì thường chúng ta sẽ thấy có một con này các bạn trong cái bo xe đạp điện đó đây để mình lật nó lên cái rồi mình quay cho các bạn coi nha đây các bạn thấy con này quen không bạn nào mà có từng là mod cái điều tốc xe đạp điện thì các bạn sẽ thấy con điện trở 2402 như vậy thì nó có tới bốn số chứ không phải là ba số nữa các bạn thì các bạn cũng đọc giống như điện trở bốn năm vạch màu vậy đó các bạn 240 rồi hai là không không như vậy thì các bạn diễn ra là hai bốn rồi ba số không phía sau tức là 24 kg các bạn con này chính có có giá trị là 24 kg 2402 tức là 24 kg. Đó như vậy thì nếu như bốn vạch màu thì các bạn sẽ đọc ba số đầu là tương đương với cái vạch màu, cái số tương ứng của vạch màu hoặc là cái này ba ra ba số đầu thì các bạn đọc tương đương với số chính xác của nó là 240. Còn cái số cuối cùng chính là cái số thập phân à, cái số uh, lý thừa, số lý thừa. Ví dụ như đây con cuối cùng là số 2 có nghĩa là 10 mũ 2, tức là hai con không đó các bạn, cứ bạn cứ nhớ là mấy con không gắn vào thôi. Rồi, như vậy thì mình vừa chia sẻ với các bạn cái cách để chúng ta đọc giá trị của các cái loại điện trở thông thường, điện trở 3 bốn vạch màu, 5 vạch màu hoặc là điện trở công suất. Thì hy vọng là kiến thức này sẽ bổ ích cho các bạn mới bắt đầu tham gia vào cái nghề điện tử hoặc là vọc vạch này kia. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chúc các bạn nhiều sức khỏe.